Những kinh nghiệm thi đấu và thành tích xuất sắc của đội tuyển Cúp Biển Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 vừa qua đang dần được các đơn vị áp dụng vào công tác huấn luyện diễn tập của Bộ đội Hải quân. Trong đó, thì các đơn vị đề cao vai trò nêu gương, sức lan tỏa của các cá nhân giàu thành tích, sự chuẩn bị kỹ càng về thể lực và các nội dung huấn luyện thường xuyên sát gần với các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Thượng úy Nguyễn Tiến Duy là sĩ quan trẻ, tốt nghiệp Học viện Hải quân từ năm 2018. Nhưng khi lần đầu tiên tham gia Army Games 2021 đã được trao danh hiệu trưởng ngành hàng hải xuất sắc nhất. Sự chuẩn bị chu đáo cho hội thao cùng những kinh nghiệm quý giá trong thực tiễn thi tài tại Army Games 2021 đã và đang được Duy chia sẻ với các kíp tàu trong đơn vị. Theo tôi, để có được kết quả thi đấu tốt thì điều kiện quan trọng nhất là việc phải chuẩn bị thật kỹ trước khi thi đấu về con người, về vũ khí trang bị thuật, về đấu pháp, tự tin thao tác sử dụng vũ khí trang bị một cách chuẩn xác nhất. Với người chỉ huy các cấp của Lữ đoàn 162, đây là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và bản lĩnh trí tuệ của thế hệ trẻ đơn vị tàu mặt nước hiện đại nhất của quân chủng Hải quân. Mỗi tuyển thủ đều phải dành tối đa thời gian rèn luyện, đặt ra quyết tâm rất cao. Công tác kiểm tra, giám sát của trên phải song hành với việc động viên, khuyến khích bộ đội kịp thời. Chúng tôi đã tổ chức rút kinh nghiệm một cách toàn diện, cụ thể tất cả các nội dung thi đấu. Vừa đúc rút kinh nghiệm thông qua những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp thu, học hỏi qua quá trình thi đấu cùng các đội tuyển của các nước như Nga, Trung Quốc. Đó là những bài học kinh nghiệm bổ ích để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian tới. Lần đầu thi đấu Army Games phải đạt thành tích cao là mục tiêu mà quân chủng Hải quân đặt ra đối với vùng 4 Hải quân. Ban chỉ đạo đội tuyển được thành lập sớm, lên kế hoạch huấn luyện và kiểm tra thường xuyên. Và đặc biệt, vùng cũng phải lường trước các áp lực để có phương án đối mặt thích nghi, chinh phục từ cường độ huấn luyện, thời tiết sóng gió đến tâm lý thi đấu. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi nhận thấy những nội dung của hội thao khá tương đồng với các nội dung huấn luyện của quân chủng Hải quân hiện nay. Chính vì thế, chúng tôi đã rút ngắn được rất nhiều thời gian cho huấn luyện cơ bản, huấn luyện làm quen với các bài thi, huấn luyện về thể lực, kể cả về huấn luyện chuyên môn. Chúng tôi chỉ tập trung để huấn luyện nâng cao, huấn luyện kỹ năng, kỹ xảo cho cá nhân cũng như kỹ năng, kỹ xảo cho đồng đội. Kinh nghiệm thi đấu giúp bộ đội tự tin đi biển xa, kết hợp nhiều khoa mục, nhiều lực lượng trên biển. Từ đây sẽ tiếp tục ra quân thắng lợi, khẳng định vị thế, uy tín của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên đấu trường quốc tế.